À, sáng nay em đi gửi 13 cái lục cho 13 anh em cầu thủ của 13 tỉnh thành phố. Thì như mọi lần em đi gửi lục thì anh em cầu thủ có tên Trịnh Kiền Hằng chờ bưu điện alo nhận lục giúp em. Thì em có ghi rõ rồi anh em trên 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 từng thùng từng lục rồi đó. Thì cũng như mọi clip khác thì em cũng xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, cảm ơn chân thành đến anh em cô thủ, anh chị em cộng đồng YouTube đã quan tâm tin tưởng sử dụng lục cô gái Tấn Linh Bình Thuận trong suốt thời gian vừa qua. Sẵn tiện cái clip em cũng nói về sơ qua về chất lượng và giá cả của từng loại lục cho anh em tham khảo. Cái lục đầu tiên em muốn giới thiệu đến cho anh em đó là cái lục thép mạ đồng trụ inox móc sắt 700 ngàn bao ship như hình, khung inox nan thép mạ đồng nha anh em, cầu tử 35. Thì cái cầu tử từ 30 cho tới 45 cm, bên em đồng giá tùy chọn 700 ngàn bao ship. Cái lục bao giống như hình gồm có lá cống. Anh em mua hàng xin vui lòng liên hệ số điện thoại em niêm yết trên màn hình và số đó của em cũng xài Zalo. Thì cái lục thứ hai là lục 900 ngàn, cũng là lục thép mạ đồng trụ nhưng mà trụ móc ti đồng. Thì anh em lưu ý bên em làm lục khung của bên em, khung lục bên em hoàn toàn bằng inox, chỉ khác nhau ở cái nan lục và cái tính năng sử dụng của lục. Còn khung lục em làm hoàn toàn bằng inox. Nếu mà cái lục inox nguyên cái như cái này thì 1 triệu bao ship, trụ móc ti đồng, cầu tử từ 30 tới 45 cm, đồng giá tùy chọn 1 triệu bao ship. Đây là cầu tử 32, nằm trên cái bàn này là cầu tử 32. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ số điện thoại và Zalo em đi ít rõ trên màn hình. Cái lục thứ tư em muốn giới thiệu đến cho anh em đó là cái lục thép lưỡng kim trụ móc ti đồng 1,2 triệu bao ship, cầu tử cũng từ 30 tới 45 cm, đồng giá tùy chọn 1,2 triệu bao ship. Cái này khung lục bằng inox nan thép lưỡng kim trụ móc ti đồng. Nếu mà cái lục thép lưỡng kim mà có làm thêm nâng cấp thêm sen cánh bướm là 1,3 triệu bao ship, tức là cái sen xếp như hình đó nam, xếp giống hình cánh bướm, lúc bổ nhảy vào nó sẽ bung ra như cái hình đó, nó đây như cái hình này là nó sẽ bung ra, nó sẽ hướng bổi. Cái này em có clip cụ thể trên kênh YouTube của em, thì em nói cái clip có tựa đề là lục cánh bướm, clip hướng dẫn cụ thể lục cánh bướm của cô gái Tấn Linh Bình Thuận. 1,3 triệu bao ship nha anh em, lục khung inox nan thép lưỡng kim, cầu tử từ 30 tới 45 cm, đồng giá tùy chọn 1,3 triệu bao ship. Ngoài ra bên em còn cung cấp thêm mẫu lục hai mặt, lục gáo và lục đa năng. Trước hết em nói về cái lục hai mặt, nếu lục hai mặt trụ inox móc sắt thì 1,000,000 bao ship. Anh em lưu ý trụ inox móc sắt không inox nan thép lưỡng kim 1,000,000 bao ship, cầu tử từ 35 đổ về 30 là đó đẹp nha anh em. Cái này em không có làm dài đâu, làm dài nó thô cái lòng lắm. Cái lục hai mặt trụ móc ti đồng không inox nan lưỡng kim 1,2 triệu bao ship như hình. Cái này là khác nhau, khác ở cái hồi nãy là ở cái trụ móc phía trên, tức là trụ móc ti đồng. Cái lục hai mặt nâng cấp hơn một tí là nâng cấp hai sen cánh bướm như cái lục một mặt hồi nãy em giới thiệu đến cho anh em. Ở đây là hai mặt sen cánh bướm trụ móc ti đồng 1,3 triệu bao ship, hai sen xếp cánh bướm, tức là xếp giống cái hình lục một mặt lúc nãy em có giới thiệu qua rồi đó. Và đây là cái lồng gáo, cái lồng gáo đánh theo hình thức đàn cò 550 ngàn đồng bao ship, cầu tử 60 cm tháo rời. Em tháo cái cầu tử ra em để bên em chụp cho anh em xem đó. Đó thì cái này bữa nay em làm cho anh em bằng thép lưỡng kim luôn, cái thép tốt nhất của bên em, cũng giá 550 ngàn đồng bao ship. Hoặc anh em thích làm inox như hình thì em làm inox. Ngoài ra bên em còn cung cấp thêm lồng gáo lai, tức là lục gáo lai trụ móc ti đồng lá bồ công anh, cầu tử 60 cm tháo rời 800 ngàn bao ship. Cái lồng gáo và cái lục gáo này anh em đánh hoàn toàn giống cái đàn cò nha anh em, nhưng mà có cái là cái cầu tử nó nằm phía trên, bổi nó dễ nhảy hơn, nó không cần phải đấu trực diện như cái đàn cò.
nên nó mũi nó rất là dạn nhảy. Cái lục mắc tiền nhất bên em đó là cái lục đa năng. Lục đa năng tức là lục hai cầu tử, cầu tử phía trên 60 cm sáu rời, cầu tử lục cây phía dưới 30 đến 45 cm, nhưng mà cỡ 35 là nó vừa, tại vì mình có cái cầu trên rồi. Cái này mỗi lần đánh ta chỉ đánh được một cầu nhưng mà đánh rất là tiện. Cái cầu trên 60 cm đó thì ta đánh giống như cái đàn cò, cái cầu dưới thì ta đánh lưới trùm. Cái này anh em đa số anh em năm nay anh em mua rất nhiều cái loại lục này, thì nếu mà anh em biết sử dụng thì nó rất là tiện, rất là dễ bắt bổi, 1,5 triệu bao ship. Ngoài ra bên em còn cung cấp thêm các loại phụ kiện đi kèm như là băng đạn đựng bổi, áo sào, áo lục dây đeo, thì một món bữa nay là 130.000 bao ship nha anh em, tại vì tiền bưu điện nó lên 5.000 rồi đó. Còn có túi hông, sào sào Thái, bên em cung cấp sào inox Thái 4 mét, cây màu vàng, nắp màu vàng đó anh em, 4 mét, 5 mét, 6 mét màu trắng, thì 4 mét như hình đây là 550.000 đồng, 4 mét 500.000 bao ship, gồm có câu liêm, áo sào đầy đủ nha anh em, 5 mét 550, 6 mét 650 bao ship, có câu liêm, áo sào. Thì anh em mua hàng xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 252 874 và Zalo 0947 252 874. Cảm ơn anh em đã xem clip và đăng ký ủng hộ kênh. Chúc anh em cô thủ, anh chị em cộng đồng YouTube sáng đầu tuần an lành, hạnh phúc.